Chào các bạn. Chủ đề ngày hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn các cái code để lập trình Arduino. Thì như cái bài đầu tiên thì mình đã hướng dẫn các bạn là dùng cái Arduino để chớp tắt một cái led. Arduino led blink. Thì vẫn cái kết nối như cái bài lời trước. Mình dùng một con led, một con trở và chân số 13. Thì để nó để cho nó dễ nhìn thì mình sẽ chuyển cái chân 13 thành cái chân số 7. Ok. Thì sau đấy mình sẽ hướng dẫn các bạn để lập trình. Cái cấu trúc cơ bản của một cái chương trình Arduino nó gồm một cái hàm setup và một cái hàm loop. Cái hàm loop để lặp các cái chương trình có tính chất lặp đi lặp lại và cái hàm setup là để khai báo. Mình cần khai báo một cái biến led này bằng chân số 7. Thì cái biến này là 0 và 1, tức là sáng và tắt. Thì các bạn khai biến báo là int led 7. Trong cái hàm setup này thì bạn sẽ khai báo cái hàm, bạn gắn gắn cái chân mà điều khiển led bằng chân số 7 pin mode biến led này, và cái loại đầu ra là output. Mình sẽ xem cái pin mode này nó có tác dụng gì nhé. Pin mode cái syntax này chính là cái cấu trúc của một cái hàm, tức là pin mode khai báo cái địa chỉ pin này và mode mode của nó ở đây là input hoặc là output hoặc là input pull up, tức là đầu có thể cái ngõ vào này, có thể cái địa chỉ chân này có thể là ngõ vào hoặc là ngõ ra hoặc là một giá trị pull up. Thì cái pull up này mình sẽ giới thiệu ở các bạn ở các cái video sau. Ở đây là mình cần output ra cái chân số 7 để điều khiển led. Trong cái vòng lặp đấy thì mình sẽ cần phải bật cái led này lên, tức là active cái chân số 7 ở mức cao. Vậy chúng ta thử nhé. Thì chỉ to right, đi đi to right ở mức cao led. Bây giờ chúng ta hãy lặp vào chương trình. Cái này mình cần phải viết hoa. Giá trị này nó lại quy định viết hoa viết thường nha các bạn. Đây mình viết thường nó xảy ra lỗi. Ở đây các giá trị này chúng ta cần phải viết hoa này. Ok.
pin mode, đây mình viết sai pin mode. Ok, đi đồ đi đồ to right cũng thế. Ok, bây giờ cái led 13 nó đã tắt rồi nhá. Mình sẽ cắm sang cái chân số 7. Chân số 7 đây. Đó, các bạn thấy led đã tắt, đã sáng trở lại. Thì bây giờ mình đã tiếp cái chân số 7 ở mức cao. Mình sẽ dùng cái đồng hồ, mình sẽ đo. Đo. Xem là cái điện áp của nó được bao nhiêu vôn nhá. Năm vôn các bạn ạ. Bây giờ mình thay đổi cái biến này về now, tức là mình sẽ tắt con led này, mình nạp vào Arduino. Mình sẽ đo trở lại xem điện áp này là được bao nhiêu vôn nhé. Điện áp này là 2,4 mV, nó là tương đương với mức 0V đấy, tức là mức 0 đấy. Cái điện áp nhỏ như vậy thì là cái led nó sẽ ở trạng thái là 0. 2. Ok. Đi 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 to right. Led nào. Và chúng ta cần một cái hàm tạo trễ. Wait for a second, tức là chúng ta sẽ chờ 1 giây. 1.000 ở đây tức là 1.000 mili giây. Đấy, delay 1.000 mili đây. Và sau đó từ trạng thái thấp lên trạng thái cao chúng ta cũng phải delay 1 mili giây. Chúng ta hãy nạp vào chương trình nhé. Cắm cái con trở vào đây này, cắm led chân dài thì cắm với chân dương, chúng ta sẽ nối mát vào chân âm. Các bạn thấy là cái led của mình đã sáng tắt. Bây giờ mình đổi thời gian trễ nên nó dài hơn, chẳng hạn là 3 giây. Mình nạp lại. Các bạn thấy là cái led này nó sáng sau 3 giây và tắt sau 3 giây. Cái tần số chớp tắt của nó sẽ chậm hơn. Bây giờ mình cho khoảng tầm 500 mili giây thì cái tần số mà chớp tắt của nó sẽ như thế nào. Các bạn quan sát thì cái tần số quét led của nó là nhanh hơn, nhanh nhanh hơn. Ở đây thay vì cái cách khai báo là cái led này bằng 7 thì chúng ta có thể viết trực tiếp ở đây là bằng 7. Đấy. Hoặc chân 13, hoặc chân bao nhiêu tùy thích. Cái này nó bất hoạt động nhé.
mà chúng ta viết như thế này thì sau này khi chúng ta viết code thì nó rất là khó hiểu, và chúng ta khai vào biến như thế này chúng ta sẽ khó tái sử dụng lại những cái hàm mà chúng ta đã viết cho một cái chân, cho một cái ứng dụng khác, hoặc là cho cả toàn bộ chương trình, thì chúng ta không sử dụng lại cái biến đấy được. Thì thay vì cách sử dụng trực tiếp như vậy thì các bạn có thể khai báo một cái biến let và các bạn sử dụng nó nastpin chẳng hạn. Đây chúng ấn Ctrl H này, thay cái led này bằng led pin. Đây là khai báo chân nhé, chân sử dụng led nhé. Thì trên đây là các cái hướng dẫn của mình về các cái lệnh cơ bản của cái led blink, thì giải thích cho cái video video số 1 của mình. Chúc các bạn thành công. Nếu video hữu ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh.